Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để gọi là áp dụng vô cái phiên bản này của chúng ta cái thêm Doraemon mọi người. Đấy, đây chúng ta hãy thường gặp cái lối như thế này. Khi chúng ta ấn vô áp ly đấy thì nó sẽ hiện ra một cái lối như thế này, không cho cái gì đến thứ ba mọi người ạ. Đây, mình chưa gọi là mình chưa áp nha. Đấy, thì đầu tiên là mọi người vô set play. Mọi người tải thêm editor về mọi người nhá. Đây, thêm editor. Đây, cái này nha mọi người. Mọi người ấn mở. Ok. Luôn cho phép. Đấy. Ok, ok. Được. Đấy. Mọi người ấn vô ở browser này mọi người. Đấy. Mọi người ấn vô phần download. Để download được ta. OC download. Được ta. Từ mọi người phải tính an toàn. Chờ ạ, download ở đâu ta? Bên đây, download. Nhiều phết nhỉ. Đây, Doraemon MTZ mọi người. Ok. Đấy, và ấn start. Thì cái file Doraemon này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha mọi người. Đấy, rồi mọi người ấn next và ấn tích một cái edit file name for bắt gì đó này. Đây, ok, insta. Đấy, vậy là ok mà cùng 20 triệu người dùng với Momo trong nhiều tỷ nhà tỷ cùng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Ok. Bây giờ thì chúng ta vô vận lại cái đặt và Apple cái thêm Doraemon chúng ta thôi. Đấy. Ok, thành công chưa nhỉ? Đây mọi người ạ. Khá là đẹp nha mọi người. Đấy. Thì nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một subscribe nha mọi người. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì mọi người cứ comment ở phần bình luận nha. Mình sẽ hỗ trợ anh em tốt nhất có thể. Ở phần cái đoạn này chưa gọi là chưa gì nhỉ? Ta đang mua có. Đây, mà đang mua chẳng có đâu nhỉ. Đấy. Khá là đẹp mọi người, thêm Doraemon chúng ta khá là đẹp. Đã từ phần 15 này, không cần tin nhắn này. Ở đây nó có hình như và là phần tin nhắn có cái chuông mọi người. Bị lỗi rồi. Mình là bị lỗi chắc luôn rồi. Tin nhắn này. Ôi trời ơi. Ok.